Người ta nói cưới vợ là để vợ lo. Lo cái gì mà lo? Người ta nói cưới vợ là mình lời to. Lời cái gì mà lời? Sống tôi chẳng lo gì, chỉ lo ra vô vài ly. Cuộc đời mấy khi có những ưu phiền. Trời sao tôi khổ quá vậy nè. Con tôi chẳng để vợ làm việc gì đâu. Chào bên anh nhất. Từ giữa chén quét nhà làm vườn chăm con, nhưng vất vả trong lòng với tôi xem như là không. Bởi vì tôi yêu thương và tôi nhớ. Vợ tôi là nhất trên đời, lớn hơn cả ông trời. Mỗi khi vợ la, tôi lặng im không nói nên lời. Đàn ông phải thế nếu muốn gia đình ấm êm. Chẳng bao giờ tôi để vợ phải buồn đau. Mặc cho thế giới chê cười, chứ tôi vẫn thương vợ. Mỗi khi vợ kêu, đang ngủ say cũng phải thức dậy. Đời tôi là thế, chỉ muốn vợ cười vợ vui. Giờ vợ có gì là sai đâu. Bởi vì vợ tôi là nhất trên đời. Chị Tiên Sa, anh Hồng Thần. Ủa, Minh Hoàng. Vợ em đâu rồi? Vợ em đi là phải đi một mình thôi chứ, không lẽ đi kè kè xe hoài. Ủa, sao biết em muốn chơi tôi bờn hay vậy? Biết à, chơi với chú mấy chục năm trời mà không lẽ không biết. Chỉ có anh mới hiểu em thôi. Cái này của vợ thôi mà. Uống đi em. Ngon ha. Hôm nay dám nói xấu vợ nha. Nói xấu gì? Trời ơi, đúng thôi chị ơi. Em nói nè, mình là đàn ông con trai. Mình đi đâu á thì mình phải đi mình thôi. Không lẽ đi suốt ngày cứ kè kè thì vợ sau lưng. Kè kè vợ sau lưng. Ở nhà thôi chứ ra đường phải đi một mình. Trời ơi. Em nha chị, em là Minh Hoàng. Minh Hoàng chứ không phải như ai kia nha. Trời ơi, ngon. Uống gì? Cho tôi bơ luôn đi. Rồi, đợi tôi nha. Thử giờ có bà ngồi đây rồi dám nói câu đó không? 10 bà hay là 20 bà vậy em cũng nói vậy hết trơn. Em là bản lĩnh đàn ông. Người đàn ông chân chính, chị hiểu không? Nói được là làm được. Nói được làm được phải không? Lăng quảng sáng tay đủ về nhà liền. Ghê. Để tôi nói với lại vợ ông luôn nha. Em nói giỡn rồi chị nha, nãy không nói gì trơn rồi. Ghê mạnh miệng lắm. Ông Thương. Nghe. Tôi đi làm móng với gội đầu á nha, nhà coi quán nha. Biết rồi. Đem này vô để tủ lạnh đi, lát về uống. Đi trước nha. Ba chị, đi cẩn thận nha chị. Em thấy anh vậy, em thấy thương anh quá, thấy tội nghiệp anh. Làm gì tội nghiệp? Anh nghĩ làm sao vậy? Anh là đàn ông mà, nam nhi đại trượng phu mà, đầu đội trời chân đập đất mà. Đi được thì phải tự về được chứ. Đưa rước cái gì? Còn về không được nữa, cho 10.000 đi xe ôm về đi. Chú nói vậy sao nghe được? Vợ mình á thì mình đưa đón, có gì đâu quê. Một tay là dọn quán, một tay là làm nước, rồi đi đón nữa. Với anh thấy em giống ô xin quá. Đừng nói vậy, mình là đàn ông mà chú biết á, tâm lý của phụ nữ á, rất là thích được đưa đón, thích chiều chuộng. Mình chiều vợ mình chút xíu có sao đâu. Nhưng mà mình chiều vừa phải thôi, anh là chiều quá chiều luôn rồi. Thôi, mỗi người có một cuộc sống, đừng có tham gia gia đình tôi. Ủa, chú Minh Hoàng. À, chào con. Dạ. Ăn gì á? Dạ, bánh mẹ con mua cho con á, ngon lắm á. À vậy hả, cho chú một cái. Dạ, vậy đây chú. Hay dạ. Á, lớn là phải biết nhờ. À, sẽ chia ngọt bùi đó cho nhau, hiểu không? Dạ đúng rồi. Kim. Ủa sao vậy Misa? Nãy giờ ông hẹn tôi đi chơi mà sao không ra vậy? Chết rồi. Tại vì nãy giờ tôi xem mạt hình hay quá cho nên quên luôn rồi. Nhìn cho ảnh coi luôn đi. Thôi Misa, tha lỗi cho tôi đi. Bây giờ đi chơi. Đi chơi gì? Có gì bù không đã? Nè, có bánh nè. Bao ông cặp hết rồi giờ ông đưa cho tôi hả? Vợ sao? Chú Minh Hoàng. Gì con? Chú ơi chú. Gì? Chú cho con xin lại cái bánh đi chú. Mới cho rồi lại mày. Dạ thôi chú trả cho con đi. Không chết con luôn á. Dạ cảm ơn chú. Chú ba của mày. Nè Misa, ăn đi rồi đi chơi. Nhưng mà đợt này là ông chở tôi nha. Ừ, ok luôn. Đi. Đi. Hư cả một thế hệ. Rồi tương lai của nó sẽ về đâu? Thì đúng là Mộng Thường. Như vậy? Anh Mộng Thường, anh ra đây cho tôi. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Anh Mộng. Anh cướp hả? Cái gì vậy? Tôi nè, Mộng Thường nè, em làm gì vậy? Làm gì vậy ba? Đang sửa cái máy lạnh. Sửa máy lạnh mới bịt kính mặt vậy chị? Bụi ở trên nó rớt xuống mặt, hiểu không? Bay vô mắt hả? Ừ. Sao bay trên đầu bay xuống vậy? Ừ. Thì người ta kéo, vậy là ta che lại hết luôn. Đó, giống con bé hoàng đỏ chưa? Không mệt quá, làm gì la lối ầm sầm vậy? À quên đó, tôi nói chết ông rồi.
chết ông rồi. Thôi thông cảm đi, lo cái máy lạnh không có kịp mà làm nước cho ông uống. Cái vấn đề nước nó không quan trọng nữa. Chứ gì? Cái quan trọng là con ông. Con tôi làm sao? Thằng con ông tương lai nó sẽ giống ông. Thì đúng rồi, con giống cha chứ giống ai. Nhưng mà giống cha cái gì, giống cha đi sợ vợ là sao? Đàn ông con trai không được sợ vợ, hiểu không? Tôi không muốn thấy một mầm mống, một thế hệ tương lai con em chúng ta đi theo vết xe đổ của ông hiểu không? Ông phải dạy nó làm sao là con trai là phải bản lĩnh lên, không? Là một người đàn ông chân chính, ông hiểu không? Một người đàn ông không biết sợ vợ, ông hiểu chưa? Tôi biết, nhưng bản thân tôi yếu đuối nhu nhược, tôi cũng sợ vợ. Lấy kinh nghiệm đâu mà dạy dỗ cho nó? Anh dạy nó không được thì để tôi dạy. Tôi không muốn thấy một mầm non tương lai bị hủy hoại trong tay của anh hiểu không? Thiệt hả? Thiệt. Ngồi đi con. Dạ. Dạ thưa thầy, học trò tới rồi thầy ạ. Con nhớ là ba dặn nè. Con á phải nghe lời thầy nghe chưa? Dạ. Thầy dạy cái gì phải là dạ thưa, nhớ không? Dạ. Ủa ba, ba. Ủa hôm nay mình học thêm cái gì vậy ba? Toán hay tiếng Việt? Không, thầy dạy con những điều hay lẽ phải trong cuộc sống. Chào thầy đi, chào thầy đi. Dạ con chào chú Minh Hoàng. Bảy. Đổi cách xưng hô ra đàng hoàng. Chào là phải chào sư phụ. Chào sư phụ. Dạ, con chào sư phụ. Dạ thưa thầy, hôm nay ngày lành tháng tốt. Tôi dắt con tôi tới. Dạ không có gì hết, gửi thầy ăn lấy thảo à. Anh cứ khách sáo như vậy hoài à. Thôi anh cứ cầm về đi, tôi không nhận đâu. Thôi thầy cầm đi mà. Thôi thì cũng được, anh cứ vậy hoài tôi thích lắm nghe. Ngày hôm nay sư phụ sẽ dùng hết tất cả bí quyết của sư phụ để chỉ dạy cho con trở thành một người đàn ông bản lĩnh, một người đàn ông vững chắc trong xã hội này. Sao con chịu không? Dạ chịu. Và bây giờ sư phụ muốn hỏi con có biết thế nào là bản lĩnh không? Dạ thưa sư phụ, bản lĩnh là khỏe mạnh, mạnh mẽ và không yếu đuối. Đúng, học trò rất thông minh, con anh rất thông minh. Nhưng đó là chưa đủ đâu con à. Để trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, một người đàn ông bản lĩnh thì trước hết con phải biết từ chối những yêu cầu của phụ nữ đưa ra cho con. Hiểu chưa? Dạ. Sư phụ nghe nói mẹ con hay ép con ăn lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Hay ép lắm. Vậy thì bây giờ lúc này là cần sự bản lĩnh của con nè. Con phải từ chối mẹ con không được ăn. Ủa là con không được ăn luôn á hả? Không phải là như vậy. Nhưng mình phải thể hiện là thích thì mình ăn, không thích thì mình không ăn. Hay quá. Thế tôi giỏi chưa? Thế thông minh chưa? Nhưng mà con mà không ăn là mẹ la ba con. Đúng rồi ông ơi. Nó không ăn bả la tôi chết đó, tôi không biết dỗ em. Trời ơi, cũng tại anh không? Con hư là tại anh chứ không phải tại mẹ đâu. Con đừng bao giờ nghe lời ba con nói. Ngay lúc này đây, con phải thể hiện bản lĩnh của con bằng cách là chống lại những gì người phụ nữ nói. Hiểu chưa? Dạ. Bước một coi như thuận lợi ngang. Chưa hết đâu. Để trở thành một người đàn ông bản lĩnh thì phải biết ăn to nói lớn, hiểu không? Dạ. Dạ nhỏ quá. Dạ phải lớn lên. Dạ. Chưa đủ lớn. Con dạ làm sao mà cái kiểu như là nạt thẳng vô mặt sư phụ đó. Dạ lại coi. Dạ. Đó. Ít ra phải như vậy. Bước một coi như thuận lợi nghe chứ thường. Hay gì quá. Dạ. Cái gì thuận lợi vậy? Hả? Dạ con giới thiệu với bác Tứ. Đây là thầy Minh Hoàng. Dạ dỗ con của con thành người ạ. Mày làm thầy luôn rồi. Không phải thầy mà là sư phụ. Hú hồn. Trời đất ơi. Dạy gì? Dạy làm người hả? Dạ. Đúng rồi. Dạy cho bác em trở thành một người đàn ông mạnh mẽ nhất trong cái xóm này. Được không? Được chứ sao không được bác Tứ. Mày còn không lo thân mày được ở đó mà dạy ai? Sợ vợ thấy bà nội luôn. Còn nói bác Tứ nghe. Sợ là một chuyện, huấn luyện là một chuyện. Không, bác Tứ thấy huấn luyện viên đá banh không? Có những huấn luyện viên không biết đá banh, nhưng ngược lại họ có những đầu óc tư duy kiến thức tốt cho nên họ vẫn thành công vậy. Không dám đâu ông. Có nhiều ông huấn luyện viên kìa, đá giỏi dễ sợ mà huấn luyện còn dở kìa. Trời đất ơi, ở đâu ra? Khi nào mày giỏi mày mới dạy người ta, chứ mày dở làm sao mày dạy người ta được. Bác Tứ coi thường con đúng không? Bác Tứ cứ yên tâm đi, với những bí quyết thành công của con sẽ biến bé Kem thành một người đàn ông bản lĩnh nhất trong cái hẻm này. Và chắc chắn bé Kem sẽ hơn ba nó rất nhiều. Ngày đó sẽ không xa xôi. Và chính con là người bản lĩnh. Rớt cái mồi dưới xuống kìa. S-
Sư phụ kêu mình phải thực hiện những gì sư phụ đã dạy. Bây giờ quán mắng tanh nè, biết tìm ai mà thực hiện. Chị Tiên Sa ơi, chị Tiên Sa, chị Tiên Sa. Có rồi. Hả? Gì con? Có gì? Hey. Trời mặt tí. Cô tránh ra đi. Chị, trời ơi, mày đi cô đựng cái là. Cô tránh ra đi, con nít bẹo má. Gì vậy, tự nhiên lớn tiếng cô vậy? Là một người đàn ông bản lĩnh phải lớn tiếng như phụ nữ để thể hiện được sự uy quyền. Cô tránh ra đi, con không thích bị méo má. Trời đất ơi, không có hổn nha, cô mét ba mẹ con đó. Cô không cần phải mét ba mẹ con. Bây giờ con lớn rồi, là một người đàn ông bản lĩnh thì không nghe lời người phụ nữ sai biểu. Ba mẹ con ở trong phòng, cô thích thì tự vô mà kêu. Không có hổn nha, cô đánh con đó. Là một người đàn ông bản lĩnh thì ta không để người phụ nữ đánh mình, mà mình phải đánh lại. Hey. Ê, 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 nè nè, người đàn ông bản lĩnh, tin không? Cô đánh con bây giờ đó, ba mẹ con chịu con quá con thương phải không? Hả? Hả? Đứng cái gì vậy? Hả? Ai dạy mấy cái này? Dạ sư phụ con. Sư phụ con là ai? Dạ sư phụ Minh Hoàng. Minh Hoàng? Dạ. Sư phụ ơi, sư phụ, sư phụ gì đó ơi. Gì đứa nào sùm đó? Dạ con chào ông. Ôi chào con. Dạ. Đi đâu đây? Dạ con đi kiếm sư phụ của con. Thì sao rồi, sư phụ dạy sao? Hả, học được không? Thì tại sáng nay con nghe lời sư phụ á, cho nên là con mới bị cô Thùy Linh nhéo tay, đau muốn chết. Vậy hả? Dạ. Ôi tội nghiệp, giờ đi kiếm sư phụ hả? Dạ. Để ông kêu cho. Dạ. Minh Hoàng ơi, có đệ tử kiếm nè. Trời ơi, đã nghe. Sư phụ. Chào con. Dạ, con chào sư phụ. Trời, chào con. Trời, lễ phép quá trời có đất nè. Ô, chào sư phụ. Dạ, chào bác Tý. Ủa mặt sư phụ bị sao mà sư phụ cứ lấy tay che mặt hoài vậy? Hay chắc bị mèo quào. Dạ, không có, cái này kiểu như là không khí ở đây nó bị không có trong lành cho lắm, cho nên là sư phụ sợ ô nhiễm cho nên là che lại. Tao máu họng mày à. Không khí nhà tao là rất là trong lành nha. Nha, giờ sao? Nói chung là sư phụ trời ơi mèo quào. Không có, cái này là sư phụ tự hành hạ sư phụ. Tại vì sau khi sư phụ đã chỉ dạy sai cho con, tự hành hạ mình chứ có gì hết. Đúng rồi đó con, sư phụ tự hành hạ sư phụ đó. Mà cô thấy tội nghiệp quá nên cô tha cho. Đi nấu cơm cho cô ăn đó con. Ủa là sao sư phụ? Thực ra là những sao? Điều mà truyền đạt lại cho họ đệ tử nghe coi. Đúng rồi. Biết rồi, từ từ ta nói. Thực ra là những điều sư phụ dạy cho con á, cái đó là tất cả đều là sai. Đừng nghe lời sư phụ, hiểu không? Chúng ta là phải là trân trọng, phải nên yêu quý phụ nữ. Thì đó mới chính là những người đàn ông đích thật, đúng không? Còn bây giờ á, thì sư phụ á, sẽ chỉ dạy cho con một bí quyết là lấy lòng vợ. Để làm chi? Cho con thấm nhuần tuổi dấu thơ, để sau này con có thể trở thành là một người chồng, một người chồng, một người cha đích thật, hiểu không? Dạ không. Ủa sao kỳ vậy? Lúc trước sư phụ nói khác, giờ nói khác. Tôi còn không nghe lời sư phụ nữa đâu, con đi xem hoạt hình còn sướng hơn. À, đúng rồi đó con, tuổi này là tuổi coi hoạt hình. Đi coi cho thoải mái đi con. Dạ con chờ ông, con chờ con đi. Đi đi con, đừng nghe con chờ. Ngoan. Nó không thể chào tôi luôn. Nhỏ đó, chào mày làm gì hả? Trời ơi, không đặt trong mặt mày là mai à. Đổ thứ gì đâu á. Con ta mới có mày lớn mà biết dạy gì không? Tuổi nó là tuổi ăn, tuổi lớn, tuổi học, tuổi coi phim hoạt hình. Hiểu không? Dạ con biết. Chứ mà dạy cái gì bậy bạ vậy, nó đâu có lớn đâu mà vợ với con. Dạy chồng đi. Sao? À tức là anh biết lỗi của anh rồi, có trách được, có giận anh nữa. Thấy chưa? Học trò anh cũng bỏ anh đi rồi, không thèm chào anh luôn kìa. Anh hứa từ đây về sau anh sẽ không tái phạm nữa, anh sẽ không như vậy nữa, anh sẽ không dạy những điều mà không đúng nữa. Chứ dạy gì? Mà anh có dạy á là anh sẽ dạy như vậy nè. Sao? Vợ tôi sợ. Bởi vì vợ tôi là nhất trên đời. Ngày mai á, thằng Huy bạn anh á, nó ghé nhà mình chơi. Rồi sao? Thì có nghĩa là anh muốn em giữ thể diện cho anh chút xíu mà. 365 ngày, hết 364 ngày em là bà chúa rồi. Thì bây giờ cho anh một ngày là ông vua được hết. Một ngày thôi. Một ngày thôi phải không? Một ngày thôi. Ừ. Anh nói sao em nghe vậy, anh kêu sao em làm vậy là được. Ừ, một ngày thôi đó nha. Một ngày thôi. Trời ơi, vợ là số 1 mà. Đây. Tới rồi. Lâu quá không gặp. Ngồi chơi. Ngồi đây hả? Ngồi đây chơi. Ủa, đây là nhà ai? Nhà mày hả?
Đâu có, cái chỗ này mới là mình thuê lại ở đỡ thôi. Chứ đất đai nhà ta mua sẵn rồi, đang sửa chữa, đang xây á. Bây giờ chờ xong cái dọn qua ở thôi. Em ơi! Gì? Em à! Gì? Em! Cái gì? Nghe đại biểu coi cái gì? Gì vậy? Cái gì? Dạ, dạ. Lớn tiếng gì vậy á? Gì? Rồi lớn tiếng gì? Lớn tiếng gì? Chào bạn anh coi! Quy! Bạn thân của anh thời cấp 3. Xin tự giới thiệu với mày, đây là Thùy Linh. Thùy Linh hả? Bạn gái tao. Anh uống gì không? Là nước... Hỏi cái gì? Khách bạn anh tới nhà phải tự vô lấy cho bạn anh uống chứ hỏi cái gì? Ê! Ê, ai gì ở đây? Ê, lớn tiếng với ai vậy? Ê, ai gì ở đây? Ê, muốn gì? Ê, ai gì? Vô lấy nước cho bạn anh uống nè, Hoàng ơi. Hoàng, bình tĩnh lên. Dạ. Nhân mặt gì được? Bố đi chợ hả? Nhà bay chết vô. Cái miệng mày kìa. Sao lâu mày không gặp lại cái mày bữa nay mày ghê vậy? Đâu gì mày, đâu. Quyên lực cái vậy? Trời, nói chuyện với bạn gái mày phải nói như vậy nó mới nghe mày, mày hiểu không? Chứ mày để nó leo đầu mày ngồi không có được. Mày là tao thấy mày hay á. Hay gì hay? Chứ thấy bây giờ con gái nó có chị vậy không? Chuyện bình thường. Dạ, anh uống nước nha. Uống đi anh. Sao đem ba ly nước dữ vậy? Tôi một ly. Tôi một ly hả? Không trả lời nữa hả? Cái chỗ này là chỗ đàn ông con trai, người ta lâu ngày gặp lại người ta tâm sự. Em ngồi đây làm gì? Nhiều chuyện hả? Ê! Ê ai vậy đây? Ê! Ê! Để tôi tán mới vậy ai vậy? Ê! Mày... Nói với nghe tao, nhiệm vụ của em bây giờ ra chợ kiếm gì đó về nhà nấu đãi bạn anh. Phải chứ phải đến đây ngồi nhiều chuyện. Ê! Đủ rồi nha! Bỏ đi! Thôi, không phải bỏ chứ. Tôi muốn đi làm sao? Tôi đi dẫn mặt với tao đi được. Trời ơi. Bạn gái thôi mà, phải má thôi đâu. Đúng rồi, mày hay quá. Cái gì vậy? Thôi lỗi. Mày chọn mặt với tao. Thôi đi mày con. Quang, muốn đi nè. Đất ơi. Cái gì vậy? Nó chọn con chó bên kia mà chúng tao chứ không phải gì đâu. Nó chọn chó hả? Chọn con chó kìa, đang đứng kia chọn chúng tao. Tao sợ quá. Ra ngồi xuống luôn cái chuyện chơi. Nhà mày chơi sao tao thấy hồi hộp mày. Vui mà, tao với bạn gái tao hay vậy lắm. Mày nhìn tao lấy tao làm gương nè. Em mới đi chợ về hả? Mệt đó. Uống miếng nước à? Uống gì muốn? Nước gì mà đưa tôi uống hả? Đừng có giận lỡ lần này không. Bạn ở đâu rồi? Tôi tắm rồi. Sao? Đánh đi, đánh vô đầu tôi nè, đánh đi. Đánh. Em đánh anh mới đúng chứ. Đánh đã. À nha, không nói làm tới vậy hả? 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 Giận sao? Không sao hết á. Lớn tiếng vậy? Đâu có, anh đâu dám nói gì đâu. Lớn tiếng ơi, Hoàng ơi. Nghe. Lấy giùm tao cùng xà bông coi. Biết rồi. Đó, lớn tiếng nữa. Không có, nó nghe nè, bây giờ ráng giúp anh giùm này nấu cơm cho nó ăn xong cái anh đuổi nó về rồi em muốn làm anh muốn xử anh sao cũng được, châu bò anh cũng chịu làm hết. Đánh tôi đi. Muốn không? Tôi dặn họng anh đi chưa? Nghe không? Tôi ghé môi ra nha. Nè, tôi cắt cái môi nghe chưa? Chạy môi rồi. Em thương anh giúp giùm anh đi. Thằng bạn anh mà nó ăn cơm xong anh đuổi nó về liền luôn. Em mà nghe lời anh đó hả? Anh sẽ cho em 3 điều. Điều gì? Điều thứ nhất á là em phải giữ thể diện cho anh. Đàn ông con trai mới có thể diện chứ đúng không? Còn cái điều thứ hai á, thằng bạn anh mà nó về cái là anh quỳ em lại em liền. Lại kiểu nào cũng lại hết. Điều thứ ba mới quan trọng nè. Lương tháng này có nhiêu em lấy hết đi. Anh không lấy các bạn nào chứ. Ê, cái này ông nói nha. Thiệt. Nhưng mà nó nghe nè. Một lát nữa anh mà lỡ mà có làm quá làm lố đó, anh giơ ba ngón tay lên là em phải hạ quả xuống liền, hiểu không? Nhưng mà tôi nói rồi đó nha, không có làm quá nha. Làm quá là quá cố rồi, coi chừng tôi đó. Biết rồi. Thì bạn em nghĩ cơm. Ê, nghĩ cơm nè đi. Bạn em tên Quy chứ không phải tên Ê. Thôi để em kêu cho. Trời đất ơi, bạn là người hay là heo vậy? Muốn làm con gì cũng được, nhớ. Qua nhà người ta tắm ăn ngủ. Ê, dạ con bị. Dạ ăn cơm bạn ơi.
Cơm nước bạn gái mình chuẩn bị xong hết rồi. Vậy ăn cơm. Có cơm hả? Có cơm rồi. Em mấy cơm cho bạn ăn ơi. Rồi ngồi đi. Trời, không có dép luôn hả? Lỡ rồi. Ngồi ngồi ngồi. Ồ, trời công nhận nha. Mày có phước dễ sợ. Vừa có được một người bạn gái nè ha, vừa đảm đang nè, dịu dàng, đẹp nè, cam chịu mà nấu ăn ngon nữa. Nói tao mà mày. Kiểu này là mai mốt tao có bạn gái, tao dắt qua đây cho học hỏi vài chiêu. Vài chiêu cái gì? Đàn bà con rác có như thế làm không được, nó chia tay rồi. Ê cái gì? Ê gì? Ê gì? Ê gì? Ê gì? Ba điều, ba điều. Ba điều gì? Ông cơm ba món, cơm vợ tao nấu ba món. Hiểu không? Anh ăn em. Dạ. Thôi ăn. Ngồi đây, giờ ngồi đây làm gì? Cơm. Cơm gì? Chỗ là ông con trai, tao ngồi tâm sự. Em biết cái gì mà ngồi mà nói chuyện mà ăn cơm. Vô trong kia bế tụi cơm ngồi trong bếp ăn đi. Ê, đừng có để cho ngồi ăn chung đông vui. Không có được, tao tính tao là phải vậy, không thể nào mà trái quy luật được. Ê. Ê ai gì? Ê ai gì? Ê ai gì? Điều thứ ba đó nha. Biết gì tốt? Gì vậy? Trời ơi, mày sao mày ác quá. Tao thấy mày làm gì rồi mới phải. Thấy mày làm gì cũng ép cho bạn gái mày quá. Em gì tao không muốn cuộc nói chuyện này giữa tao với mày có người thứ ba xen vô. Nhưng mà bạn gái. Rồi đứng đó chù ai? Nhìn đồ ăn. Chù ai? Bước vô trong kia rốt mấy ly trà đá ra cho tôi. Thôi, trà đá gì? Trà gì? Tao đã không muốn trà đá, nghĩ sao? Đâu ngày gặp lại mà nghĩ sao uống trà đá. Chứ uống gì? Mình đâu phải mấy ông già uống trà đá đây nè. Đó, ten. Trời ơi. Để chuẩn bị sẵn đó. Chỉ có bạn mới hiểu mình được thôi, yeah, một cái coi nào. Yeah. Anh em gặp lại là phải hàn huyên, nói chuyện bằng rượu mới được. Dĩ nhiên. Thôi ngon bá cháy luôn á. Trời ơi, cái ly ta. Ngồi làm cái gì? Đi chỗ khác tránh khô mắt tôi à. Thôi mày mình kêu vợ, bây giờ mình kêu bạn gái mình xuống ngồi chung đi. Không có được, đi vô bếp. Cái gì? Đi vô bếp rồi. Ê. Ê không. Điều thứ ba nha. Biết gì tốt? Em nhìn điều thứ ba đó. Mình thấy không? Thấy quy luật không? Tao biết cần trưởng thôi là đi vô liền. Vô vậy hả? Vô bất xác liền. Hay thiệt. Ê, là mất cuộc vui của tôi với bạn hết. Ê. Rồi, mừng cho cái sự uy nghiêm của bạn. Đó. Đó, mình làm một cái chung rượu này gọi là chung rượu đầu mà mình lâu ngày gặp lại chúc mừng sức khỏe gọi là hai ba vô vô ta là anh em thân với nhau, uống rượu là phải có nhau, đừng hơn thua và đừng dốt vụ cho nhau để rồi mình lại cãi nhau. Người bạn, người anh em của tôi. Bạn đúng là tri kỷ của tôi mà. Nói bạn nghe, lỡ bữa nay bạn ghé nhà mình chơi rồi, bạn chơi với mình một tuần, một tháng, thậm chí một năm luôn cũng được. Bạn không có đi đâu hết, bạn đừng có về. Thôi vậy thôi. Sao nữa thì anh ấy được. Bạn đi về thôi. Tôi là qua đây rồi. Trước tôi làm bạn, giờ thấy bạn mập mạp khỏe mạnh hạnh phúc vậy là tôi vui rồi. Tôi về tôi không mê nguyện được. Không, đang nói chuyện rồi nhưng bạn khóc đấy. Tôi không khóc nha. Tôi không khóc nha. Nghe tôi mừng. Tôi hiểu không? Giọt nước mắt hạnh phúc của tôi cho bạn tôi không? Bạn thấy tôi tốt với bạn đó, bạn ngại đúng không? Bạn đừng có ngại. Bạn cứ ở thoải mái. Khi nào bạn chán bạn về. Tại sao? Tại vì tôi với bạn là cái gì? Là anh em thân với nhau. Uống rượu là phải có nhau, đừng hơn thua và đừng dẫu cho nhau để rồi mình lại cãi nhau. Thôi được rồi. Quất một cái. Trời đất ơi, thôi đi. Wow. Ăn uống rượu vậy con kìa mày hay quá, giải tán giùm tôi cái đi. Giải tán gì? Em không có biết cái gì hết. Bữa nay lâu ngày, thằng bạn lên cấp 3 nó ghé nó chơi, thì nó phải ở chơi lâu chứ. Bạn cứ ở đây với tôi, bạn chơi một tháng, một tuần, một năm, tôi tiếp bạn hết. Rồi. Ông ở đây rồi tôi ở đâu? Ở tôi. Rồi tôi ở với ai? Qua phòng thiên tài rồi. Trời đất ơi. Ôi da, hai cái hơn ca bồ. Hai cái hơn ca. Ê, ý ông nói tôi là đàn bà ngủ lan hả? Hả? Bọn nết. Bậy à. Bạn nói gì là bậy. Bạn gái bạn mà kêu đi qua nhà người khác ngủ không khác nào nói đây là thứ lăng lòn bắt đất. Lăng lòn bắt lơ đúng không? Ý tôi không phải là vậy. Nhưng mà ý tôi là bạn gái tôi
là ở với tôi hoài, ở với tôi hàng ngày. Bây giờ ở chỗ khác một bữa cũng đâu có sao. Còn riêng bạn, lâu ngày tôi với bạn mới gặp lại thì bạn phải ở với tôi chứ, bạn hiểu không? Còn vợ tôi ở đâu nở cậy. Nè nha, hôm nay quá đáng lắm nha. Dám coi thường tôi ha, chửi tôi đàn bà ngủ lan ha. Rồi sáng giờ muốn đánh tôi vậy, phải không? Là hồi nãy giờ là hai cái tát với một cái cốc rồi nha bà. Sao? Nhíu đâu được không? Được rồi. Bạn coi tôi thử không chào tôi. Bỏ đây. Uống đây. Bỏ đây. Nó giận mặt cái tôi. Bỏ đây. Giận mặt tôi. Trời đổ tôi đang muốn đánh. Bỏ đây. Đừng đây. Cái gì? Đừng có dám quýnh bà. Tại tôi qua tôi chơi mà gia đình bạn xào xáo vậy đúng không? Tôi về cho gia đình bạn yên ổn, tôi không có ở. Không có gì á, bạn không có lỗi gì hết trơn á. Bạn đi đâu hết trơn á. Bỏ đi. Cái gì? Kênh gì? Kênh cái gì? Cái gì? Đi ra. Minh Hoàng, ông muốn cái gì? Sao yên bình quá vậy? Sao bạn mình chìm bẹp rồi? Anh ở chơi nữa không? Anh về nghe. Má ơi, con không bao giờ lấy vợ. Người ta nói cưới vợ là để vợ lo. Lo cái gì mà lo? Người ta nói cưới vợ là mình lời to. Lời cái gì mà lo? Sống tôi chẳng lo gì, chỉ lo ra vô vài ly. Cuộc đời mấy khi có những ưu phiền. Trời sao tôi khổ quá vậy nè. Con tôi chẳng để vợ làm việc gì đâu. Chào bên anh nhất. Từ dưới chén quét nhà làm vườn chăm con. Nhưng vất vả trong lòng với tôi xem như là không. Bởi vì tôi yêu thương vợ tôi nhớ.